đặc thù nghề lái xe là phải ngồi cả ngày, thậm chí ban đêm mình còn ngồi luôn ở trên xe, nên cái việc mà đau mỏi vai gáy, đau lưng rất khó tránh khỏi. Dạo này cảm thấy sức khỏe yếu và lưng thì đau nhiều hơn. Đau quá thì mình mới đi tìm những cách chữa, gặp bạn bè và đồng nghiệp, họ giới thiệu cho mình bộ sản phẩm xương khớp BN. Mình nghĩ rằng không có cái thuốc tiên nào mà uống một cái là khỏe ngay. Thế là do cái tính mình cũng cẩn thận nữa, cho nên là mình tìm hiểu khá là kỹ lưỡng trước khi sử dụng sản phẩm. Đến nay thì mình đã sử dụng được 3 liệu trình và rất là hay, không cảm thấy đau mỏi gì nữa. Nhưng mà có lẽ mình sẽ uống bổ sung thêm một thời gian nữa xem sao. Có bệnh thì cứ theo liệu trình của bác sĩ mà làm thôi.